Phong tục ra đồng sản xuất đầu năm để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt trong cả năm là điều quan trọng đối với người nông dân. Sau những ngày vui xuân đón Tết, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm với khí thế vui tươi, kỳ vọng vào một mùa vụ bội thu. Những ngày đầu năm, trong khi nhiều người vẫn còn du xuân, thì nông dân Lâm Đồng đã ra đồng thăm vườn tược và chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Ngay từ sáng sớm, anh Phạm Văn Cường ở phường 8 thành phố Đà Lạt đã có mặt trên mảnh vườn của mình để chăm sóc cho vườn cần tây vừa xuống giống. Cũng như mọi nông dân khác, năm mới anh luôn hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Năm mới này thì năm con rồng thì cũng cầu mong sao là được hơn năm cũ. Từ năm vừa rồi làm thì nó cũng thất thu quá, thì qua năm mới thì cũng cầu sao như là nhà vườn làm có thu nhập nó cao. Qua năm mới này như là cầu chúc là được làm ăn giá cả nó tốt hơn là năm cũ. Cũng như anh Cường, ông Bùi Văn Trang cũng ra thăm vườn những ngày đầu năm, chăm sóc vụ rau, dự định sẽ thu hoạch trong vài tuần tới. Sau một năm khó khăn, ông mong muốn năm nay sẽ có nhiều thắng lợi hơn. Ngày đầu ra thăm vườn rồi tưới cho cây rau. Hy vọng là cây rau nó phát triển tốt, một năm mới thành đạt và làm ăn được. Cuộc sống của nông dân Đà Lạt thì cũng mong sao là có cái hướng để phát triển cây rau nhưng mà có cái lối ra cho nông dân. Không chỉ nông dân thành phố Đà Lạt, nông dân các huyện phía Nam cũng tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông xuân để bắt đầu một năm mới với hy vọng mọi việc luôn suôn sẻ, người nông dân có một năm mới ấm no, mùa màng bội thu. Nói chung là cũng đạt được, thành tốt được những năm mà có vụ thì tốt được. Thì bây giờ là mình cứ cùng nhau là xã đồng loạt vậy là đến lượt là cắt nước về đi, cho nó luân phiên cho nó đủ làm đồng trà công vụ. Dù nắng hay mưa, mùa thuận hay mùa nghịch, với bản tính cần cù, chịu khó, người nông dân Lâm Đồng luôn lạc quan và cần mẫn trên cánh đồng của mình. Với tư duy luôn học hỏi, áp dụng các hình thức canh tác tiên tiến vào sản xuất, nông dân Lâm Đồng đã và đang có những bước tiến nhảy vọt về trình độ sản xuất qua từng năm. Năm nay, mong ước của người nông dân đầu xuân gói trọn trong hy vọng chung của mọi nhà nông là bông cây xanh lá tốt, mùa màng bội thu.